Xin chào tất cả mọi người, mình là Ly nè. Đợt này mặt mình lên mụn rất là nhiều, toàn là những cái mụn ẩn và những cái mụn li ti. Nên là mình muốn thử cái sản phẩm đình đám nhất, thử xem nó có thật sự tốt hay không và mình có đạt được kết quả như mình mong muốn hay không. Vậy thì chúng mình hãy cùng bắt đầu video luôn để xem kết quả của mình sau 3 tuần như thế nào nhé. Tuần đầu tiên thì mình sẽ chỉ dùng sản phẩm trong 3 ngày để test sản phẩm cũng như là thử xem da mình có bị kích ứng không. Xin lỗi mọi người vì mình đã để mất cái video ngày đầu tiên rồi. Mong mọi người thông cảm với sự bất cẩn của mình nha. Vậy nên là mình chỉ có thể nêu được cảm nhận cho mọi người thôi. Mình sẽ dùng BHA 2% của Obagi và kem dưỡng ẩm B5 của La Roche-Posay. Obagi đã rất là đình đám với khả năng điều trị mụn của nó. Nó có cả một bộ sản phẩm điều trị mụn, nhưng mà mình chỉ dùng BHA 2% thôi. Kết cấu của em nó thì là dạng lỏng như nước và sẽ rất là nhanh thấm ở trên da của mình. Nhưng loại này thì cũng rất là mạnh nên là mọi người hãy cân nhắc khi dùng nha. Loại này thì hợp với những da dầu, da siêu dầu, hỗn hợp thiên dầu. Còn da khô hoặc là những da mà quá khô ấy thì mọi người nên thật sự là dưỡng ẩm thật là kỹ. Và mình là da hỗn hợp thiên dầu thì mình cũng cần dưỡng ẩm thật là kỹ, bởi vì những cái loại này nó rất là dễ bong chóc da ấy. Với những ai mà chưa quen dùng BHA thì mình nghĩ là mọi người nên dùng cái loại của Paula's Choice hoặc là những cái loại nó thấp hơn ấy thì nó sẽ ok hơn. Nói chung là mình nghĩ mọi người nên cân nhắc thật là kỹ trước khi mà muốn sử dụng em này. Còn với B5 của La Roche-Posay thì mình đã nhắc rất là nhiều trong các video của mình trước rồi. Chất kem của em nó thì có hơi đặc một chút nhưng mà lại không bị khó tán một chút nào cả. Và em nó cũng sẽ rất là thích hợp với những loại da nào đang bị kích ứng này, đang mẩn đỏ hoặc là đi trị mụn. Với kem dưỡng này thì sẽ hợp với những da rất là khô kiểu hạn hán luôn, hoặc là hỗn hợp khô này. Nhưng mà với da của mình là hỗn hợp thiên dầu thì vẫn rất là hợp, mình không cảm thấy bị bí một chút nào cả. Mỗi lần mà da mình bị dị ứng hay là bị mẩn đỏ hay là kiểu bị khô quá thì mình sẽ luôn luôn dùng cái loại này. Nếu da của mọi người quá là dầu hoặc mọi người sợ bí thì mọi người có thể chuyển qua dạng gel này thì dùng sẽ ok hơn. Ok, thì ngày đầu tiên mình dùng thì mình không dám bôi trực tiếp bên năm lên luôn, cho nên là mình có dùng một lớp lót ở dưới là toner. Thì mình sẽ sử dụng là sữa rửa mặt trước, sau đó sẽ là toner và mới bôi Obagi lên. Cảm nhận đầu tiên của mình khi bôi lên da thì nó rất là mát và kiểu nó the the thôi ấy, chứ nó không bị rát hay là bị kích ứng gì cả. Nhưng mà mình để tầm khoảng 5 phút thì nó có hơi bị đỏ da mình lên, nhưng mà một lúc sau là nó hết rồi chứ cũng không bị kích ứng hay là không bị gì hết. Da của mình lúc đấy thì nó rất là căng và bóng khỏe ấy. Mình đợi một lúc thì mình bôi B5 và đi ngủ thôi. Sau khi mà đã tẩy trang rửa mặt xong các buổi sáng thì mình sẽ dưỡng ẩm. Bởi vì là bây giờ mặt mình sẽ rất là khô ấy. Vậy nên là mình sẽ dưỡng ẩm kỹ. Nó không bị khô thì nó đỡ bị bong chóc. Mình sẽ dùng toner trước. Toner này nó hơi đặc một tí nhưng mà nó vẫn lên mặt là nó sẽ ướt luôn ấy. Nó tan ra thì nó vẫn rất là mỏng nhẹ cho da mình, là da hỗn hợp hơi nhiều dầu. Sáng nay dậy thì mình thấy kiểu da nó cũng căng hơn, mà nó bắt đầu trồi những cái nốt mụn lên. Mong là mình sẽ ổn. Tại vì hôm qua mình vẫn không thấy bị làm sao cả nên là chắc ổn thôi. Sau khi nó đã khô rồi thì mình sẽ dùng đến trên này. Bây giờ mình sẽ chống nắng nha. Ok,
Ok, vậy là đã xong hết tất cả các bước skincare buổi sáng rồi. Và đây là da mặt của mình ngày thứ 2. Mình thấy những cái mụn ẩn ở trên trán của mình thì nó bắt đầu nó nổi lên này. Rồi cái cục mụn đỏ đỏ kia ấy, trước là nó không bao giờ nó nổi to như thế đâu, nhưng mà bây giờ nó đã to lên rồi. Tất cả các ngày sau đấy thì mình cũng sẽ lặp lại những cái bước skincare như thế thôi. Và ngày thứ 3 thì nó cũng đã nổi nhiều mụn hơn. Nhưng mà khi mà mình dùng BHA thì mình cũng đã cảm thấy quen hơn rồi. Sang tuần thứ 2 thì mình sẽ bắt đầu dùng BHA trong tất cả các ngày luôn. Mọi người, và hôm nay là thứ 3 của tuần thứ 2 mình sử dụng có 3 ghi rồi. Khi kiểu thấy nó cũng rất là ok, nhưng mà kiểu nó cũng lên cồi mụn, nó kiểu trong cái tuần đầu nó lên khá là nhiều. Kiểu mặt mình toàn mụn luôn ấy. Cũng hơi sợ, nhưng mà bây giờ thì nó đã sáng bóng và láng hơn rồi. Nó ít đi nhiều ấy. Nhưng mà tuần vừa qua thì mình đến ngày nên là hai cái mụn mới mọc thêm. Nhưng cái mụn này thì nó khô cồi rất là nhanh luôn. Nó gom cồi rất là nhanh. Bây giờ nó đã trắng. Tầm chắc là hôm sau hoặc 2 hôm nữa rồi là nó sẽ biến bay khỏi cái mặt mình rồi. Thì trong tuần thứ 2 đấy, mình cũng thay đổi cái skincare của mình trong buổi tối. Mình cũng, tại vì cũng hết đồ tẩy trang và sữa rửa mặt rồi ấy, nên là mình cũng thay luôn. Thì mình sử dụng Garnier, nên là nước tẩy trang. Cái này có một lớp nước và một lớp dầu thì nó khá là ok. Mình tẩy thấy nó rất là sạch, tại vì nó có một lớp dầu nữa thì make up đậm hay như nào nó sẽ rất là sạch. Và cái này mình dùng thì nó không bị khô như của cái trước mình dùng, thì nó vẫn hơi khô, nó có ẩm nhưng nó vẫn hơi khô ấy. Cái này thì mình thấy dịu nhẹ và cũng khá là ok. Nó không bị khô quá, nó vẫn có độ kiểu nó không sạch in kít ấy. Nhưng mà cái này thì lại có hương liệu, nên là nếu mà ai mà kiểu dị ứng hương liệu hay là kích ứng hương liệu ấy thì nên là bỏ qua nhé, và tham khảo với dòng khác sẽ ok hơn. Và sữa rửa mặt mình cũng thay đổi luôn. Sữa rửa mặt bây giờ mình dùng của cái này. Cái này sữa rửa mặt có cả dưỡng ẩm, dùng cực kỳ thích luôn ấy. Nó khá là kiểu ẩm mướt, không khô. Bởi vì bây giờ Hà Nội đang rất là lạnh ấy, mà hanh khô nữa. Mình lại còn dùng Obagi nữa, cho nên dùng những cái trị mụn ấy thì nó sẽ rất là khô. Nó phải bong còi rồi bong chóc ra, nó khô lắm. Nhưng là mình dùng này thấy khá là ok, bởi vì nó không bị khô, nó vẫn còn độ ẩm cho da mình, chứ nó không bị căng kít, căng kỉnh kít, không bị như thế. Giờ mình sẽ đều luôn skincare buổi tối của mình. Mình đi quay buổi sáng rồi, nhưng mà kiểu bây giờ sắp Tết rồi ấy, nên là các nhà khác cũng đang xây dựng rất là ồn ào, nên mình không thể. Ok, bây giờ mình sẽ tẩy trang trước. Khi mà mọi người dùng cái loại này thì mọi người nên lắc trước khi sử dụng nhá, tại vì nó có một lớp dầu một lớp nước ấy, nên là mình phải mix nó đều lên. Cái tuần đầu tiên mình dùng Obagi thì mình thấy nó hơi dâm gian, hơi kiểu hơi làm mát thôi ấy. Đối với mình thì mình chỉ cảm thấy mát thôi, chứ mình không thấy quá là kích ứng ấy, không phải biểu hiện này quá là kinh khủng. Nên là cũng an tâm, và may là nó hợp với da mình, chứ không phải mình sợ nó bị breakout ấy. Cái mặt mình tự nhiên nó lên đúng mụn này, vừa tốn tiền không tốt. Mà kiểu mình thấy cái Obagi này là tác dụng trên mặt mình cũng rất là nhanh luôn. Nó có trồi mụn lên nhưng mà nó cũng hết nhanh cực kỳ ấy, mình cảm thấy thế. Hôm nay thì mình sẽ dùng thêm một loại, đấy là tẩy da chết. Mình dùng tẩy da chết của Murad. Cái này có cả BHA luôn. Và cái này thì
khi mà mọi người tẩy da chết với cái em này nó sạch ực luôn. Cái đợt đầu tiên mình dùng thì mình bị kích ứng, kiểu nó hôm đầu tiên cái này là của chị mình ấy, mình dùng mình không biết. Mình từng tẩy da chết thì mình cứ dùng bình thường thôi, mình không biết có HA với HA. Thế là mình dùng cả mặt luôn. Thế là hôm sau nó kiểu nó bị bong như chốc với các kiểu ấy. Nhưng mà sau khi mình dừng một thời gian xong, mình chỉ dùng vùng chữ T thôi, những cái vùng nào mà có da chết nhiều thôi thì nó cũng đỡ hơn, nó đỡ hơn nhiều. Bây giờ thì mình có thể dùng toàn mặt được rồi. Thế nên là mọi người nên cẩn thận với những cái mà có HA này, BHA các kiểu. Mình nên dùng vết thương này rồi dùng những cái vùng mà nó khỏe trước. Mình nên dùng theo vùng trước ý, chứ không nên bôi hẳn. Không thì nó sẽ rất là dễ bị kích ứng, tại vì da mình nó chưa phù hợp ấy. Cái này là loại này nó có hạt li ti, dùng cũng rất thích. Dùng này xong mọi người dưỡng ẩm thật là kỹ, mà khô lắm luôn ấy. Cleansing form ấy, nên là mọi người vẫn phải tạo bọt trước khi dùng. Mình đợt này đang vào đông rồi, đang mùa đông rồi lạnh mà lại còn hay khô nữa, nên là mình cũng muốn đổi sang những cái loại mà nó có dưỡng ẩm nhiều một chút để dùng cho mùa đông luôn. Mà bây giờ mình cũng đang dùng kiểu những cái đồ trị mụn ấy, nên là nên dưỡng ẩm thật là nhiều. Đợt này ra mình dùng xong nên kiểu được dưỡng ẩm nên nó cũng căng bóng nhiều hơn ấy, nhìn rất là thích luôn. Cái này nó không có mùi nhiều, mùi nhẹ nhẹ. Mình thấy loại nước tẩy trang kia thì lúc đầu mình dùng mình thấy mùi nó rất là hắc, nhưng mà hôm nay mình dùng thì mình cũng thấy đỡ. Có hương nhẹ nhé mọi người, mình thấy mùi nó nồng phết. Nếu bạn đang không thích mùi ấy, thì cái nước tẩy trang Garnier này nó sẽ hơi nhiều mùi ấy. Thì tuần đầu thì mình có dùng cách này và mình đè một lớp dưỡng ẩm toner ẩm lên trước, sau đấy thì mình mới dùng Obagi. Nhưng mà tuần hai này mình sẽ bắt đầu mình dùng liên tục luôn, tại vì mình thấy da mình nó bắt đầu ok, nó quen dần đấy, nên là mình sẽ dùng thường xuyên luôn và cũng như là sẽ bôi trực tiếp lên luôn mà không cần một lớp dưỡng ẩm ở dưới nữa. Ok, và thay vào đấy thì mình sẽ tối giản hơn là mình dùng cái này xong thì mình sẽ bôi lên năm luôn là xong buổi tối. Thế bây giờ trời rất là lạnh, mình cảm thấy rất là hanh khô nữa, nên là bên năm này nó mới đủ đô với mặt mình, dù mặt mình là kiểu hỗn hợp thiên dầu ấy. Bây giờ thì mình đã có thể bôi full mặt rồi. Kiểu trước vừa mới bôi lên ấy, nó sẽ rất là mát và nó hơi châm chích nhẹ những, tại vì cái đợt đấy mình rất nhiều mụn, mình không hiểu sao nó lại có thể nhiều như vậy. Bây giờ thì đỡ hơn rồi, cảm đỡ rất là nhanh. Mà bây giờ mình bôi vào thì mình không có cảm giác gì nữa rồi, cảm giác như là một lớp nước bình thường. Với những cái mụn này, như hai cái mụn này đây, cái mụn đây, mụn đây, thì bây giờ bôi thì nó vẫn hơi sát sát một tí, tại vì nó là vết thương đấy, nó lên cổ đấy. Cả các ngày sau mình đều làm như vậy theo các bước. Mình cảm thấy da của mình cũng cải thiện rất là nhiều luôn. Và mình dưỡng ẩm kỹ cho nên là da mình đủ ẩm nên là nó rất là căng bóng. Tuần thứ 2 thì mụn mình cũng bớt được đáng kể rồi. Tuần thứ 3 thì mình cũng vẫn tiếp tục dùng tất cả các ngày.
Sau khi mà mụn mình đỡ đi rồi thì khi mà mình bôi BHA lên thì nó cảm thấy nó rất là bình thường luôn. Vẫn cảm thấy mát mát tại vì thành phần nó có bạc hà ấy. Mà nhìn thấy mặt mình láng hơn thì thật sự rất là vui. Còn bây giờ thì chúng mình cùng tua nhanh để xem kết quả nha. Tuần đầu tiên thì da của mình rất là ghê luôn ý, mà nó còn kiểu nó hơi khô một chút. Tuần thứ hai thì nó bắt đầu căng bóng hơn này, rồi là bớt mụn đi nhiều hơn nhưng mà cũng nổi mụn lên ý, và sẽ có những thâm mụn. Sau khi mà dùng xong 3 tuần thì da mình thật sự là khỏe hơn rất là nhiều và lỗ chân lông cũng nhỏ lại một chút. Mình biết là mặt mình chưa hết hẳn mụn đâu, nhưng mà nó đã cải thiện được hơn rất là nhiều. Chỉ cần kiên trì dùng tiếp thì chắc chắn là cái mặt mình sẽ hết mụn. Và cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video của mình. Mọi người nhớ like, share và subscribe cho mình nha. Tất cả những sản phẩm mình dùng thì mình đều để link ở dưới, nên có gì mọi người xuống tham khảo nhé. Và hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo.